Phát tích One 1033, tuyệt tác của Shimizuki Kozaburo, Zoro buff Bá khí vào kiếm. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tomanga. manga. Trong chapter 1032 trước đó, Marco đã biến thành phượng hoàng, cắp Iso lướt qua đầu Big Mom, đi tìm kiếm tung tích của con yêu quái lửa Kazenbo. Hiện tại, nó đã nhảy xuống tầng hầm B2, nơi mà Yamato đang chơi đuổi bắt cùng con Number Fuka, Apu và X-Drake. Hai thành viên băng mũ rơm là Brook và Robin, cùng với nhóm đặc vụ CPO cũng nhảy từ tầng hai xuống, tham gia cuộc vui với những người ở dưới hầm. Nhưng sự xuất hiện của Casenbo và CPO đã làm mọi thứ thay đổi chóng mặt. Con yêu quái thiêu đốt hai tên đặc vụ khiến chúng không thể tiếp tục truy đuổi Brook và Robin. Chưa hết, và Apo cũng đã bắt gặp sự xuất hiện của CPO nhất là Apo. Hắn còn chụp ảnh để bán tin tức cho liều báo Morgan 28 nhằm bảo vệ uy tín của chính quyền thế giới. Hai tên đặc vụ buộc lòng phải tạm gác nhiệm vụ bắt Robin lại để thủ tiêu, biên mạng Itrek và Apo. Trong khi đó, Yamato với sự giúp đỡ từ Phương Ca, đang tìm cách xuống kho thuốc nổ trước khi yêu quái lửa kịp châm ngòi cho quả bom khổng lồ. Bên ngoài lâu đài, kinh hỏa hoạn có một pha tấn công cực kỳ táo bón, nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm. Zoro hoàn toàn bị áp đảo, cho dù anh đã tung ra rất nhiều tuyệt kỹ mà vẫn chưa lấy được giọt máu nào của kinh. Đang bị kinh bón hành thì chớ, Enma còn phát cuồng, hút cạn Haki ở cánh tay Zoro, biến anh thành dơ leo. Enma đột nhiên trở nên mất kiểm soát do phản ứng với tiếng đàn Samisen của Hiyori. Trong hình dạng của quý hoa Komurasaki, cô đang tìm cách đánh lừa Orochi. Liệu Hiori có thành công? Zoro có thể lộn cái bàn trước kinh hoàng hoạn hay không? Hôm nay, mình sẽ cùng anh em phân tích chapter 1033 mới nhất của One Piece mang tựa đề Shimizuki Kozaburo. Enma, đừng có mà hút năng lượng từ tao khi không được phép nữa. Chương mới, bắt đầu bên ngoài lâu đài của đảo quỷ, nơi Zoro và King đang giao chiến. Sau vài câu phàn nàn về Enma, Zoro đã đòi lại Haki của mình. Cánh tay anh trở lại kích thước bình thường, giống lần đầu làm chuyện ấy ở chap 955 thấy đối thủ của mình đang gặp rắc rối, kinh liền nhân cơ hội lao vào Zoro. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, hắn bay đến rất hùng hổ rồi dừng lại trước mặt Zoro mà không làm gì cả. Có thể do kinh chơi đẹp, nhưng cũng có khả năng là hắn đang ở tâm thế cửa trên, khinh không thèm nhân lúc kẻ địch khó khăn mà thừa cơ tấn công. Ngay cả Zoro cũng rất ngạc nhiên, thanh Anma đã khiến khả năng vận dụng Haki quan sát của Zoro gặp vấn đề. Khi kinh đã ở trước mặt thì Zoro mới nhận ra, thấy hắn cứ đứng được một chỗ. Zoro hỏi, mày định dở trò gì thế À? rồi lấy kiếm của mình đâm vào điểm G trên người của King. Tuy nhiên, thanh Sandai Kitesu không xuyên thủng được áo giáp của King. Hắn nhìn Zoro rồi nói, Oh yeah, đúng rồi, chỗ chỗ đó, chỗ đó. Sâu nữa đi, chú em đâm đúng chỗ rồi đấy. Zoro chỉ kịp hả một tiếng, thì cơ thể King lập tức phát nổ. Do Zoro dùng kiếm đâm phải điểm G trên người King, khiến hắn phát nổ. Trên cảnh tại phố đèn đỏ, bên tòa tháp trái của lâu đài quỷ, cuối trăm 1031, Queen đã bị Sanji dùng chiêu ký ức địa ngục đá một cú rất mạnh. Lực chân hiện tại của anh mạnh đến nỗi hắn bị sút bay xuyên qua rất nhiều phòng. nhưng nếu Queen mà chết thì sẽ buồn lắm. 19 đội ngoài anh đã save Ole không thành công. Chúng ta hãy cố gắng save Queen. Sanji mà hạ danh hài ngay, Asuno sẽ mất đi tiếng cười. Ra khủng long cộng thêm cơ thể xa bóc, giúp Queen tăng sức chống chịu rất nhiều. Dù chiêu đó của anh ba là cực mạnh, nhưng nó chưa đủ để cho Queen lên bảng điểm số. Nghệ sĩ nhân dân đứng dậy, tươi cười quay trở lại chỗ Sanji. <laughs> mày vừa nói chuyện với thợ săn hải tặc sao? Nó làm gì có cơ hội trước Kinh? Kinh là người duy nhất còn sót lại của tập Lunarian đã bị tuyệt chủng. Chúng là chủng tộc quái vật, có thể tồn tại trong bất kỳ điều kiện nào trong tự nhiên. Trong thời cổ đại, chúng từng được coi là thần. Đúng là hảo anh em. Ở trong sảnh ca mối nhạc, định Bobo kể chuyện thì đã bị kinh khóa mõm. Vừa khuất mắt trông coi, Queen đã không kìm hãm được cái tính buồn dơ lê bán dưa chuột của mình. Và vừa hay thì Zoro cũng đã đến câu hỏi trị giá 1 tỷ 390 triệu Berlin của chương trình Ai là kiếm sĩ mạnh nhất. Đã không biết kinh là cái thứ gì thì tự dưng có tổ tư vấn tại chỗ. Anh ba mà giờ đen đen ra. Bảo là tao chưa tắt máy đâu. Mày nói tiếp đi. Thì Sanji cũng xứng đáng là hảo đầu bếp, hảo huynh đệ của Zoro. Nhưng mà đen cái là anh ba cú máy rồi. Nhưng anh vẫn thắc mắc, à, đã là thần, tồn tại được ở mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Vậy mà lại tuyệt chủng. Khác nào nó bảo mẹ nó đã sinh ra nó rồi nhưng bà ta vẫn còn trinh. Chắc thằng này nghiên cứu 181 phút một ngày nên ngáo. Sanji hỏi vặn lại. Vậy sao những sinh vật như thế lại bị tuyệt chủng? Bị hỏi khó, Queen lập tức kết thúc màn thuyết trình. Máy đi mà hỏi lịch sử ấy. Sau đó, hắn ta há miệng chuẩn bị bắn một tia laser vào Sanji. Hai danh hài bắt đầu bước vào màn phân cao thấp, quyết một trận tử chiến thực sự. Dù Chen của Sanji đã thức tỉnh, nhưng anh em cũng đã thấy Queen lì đòn ra sao Nếu mà không có skill mới, đủ đam, Sanji khó lòng mà dứt điểm Queen được. Quay lại bên ngoài lâu đài của đảo quỷ, Nezuro cũng gặp rắc rối tương tự Sanji khi anh không gây ra được sát thương nào cho Kinh. Ngược lại, anh liên tiếp bị Kinh nhét hành ngập mồm, may mà vừa rồi Zoro kịp phủ lên người mình ký vũ trang, ngay lúc vụ nổ xảy ra và nó đã cứu mạng anh. Điều kỳ lạ là Kinh vẫn đứng sừng sững, không hề hấn gì, và càng kỳ lạ hơn nữa là tại sao hắn có thể tự phát nổ. Theo mình, chắc chắn là Queen đã đụng dao kéo lên cơ thể của Kinh, thế nên Kinh mới có chiêu thức tấu hài như vậy. Hảo kỹ sư. Zoro chồm dậy, dùng thanh qua đôi Trimoji tấn công Kinh một lần nữa với chiêu thức bài ca sư tử. Anh tung ra một nhát chém, trẻ đôi từ bụng lên tới đỉnh đầu của King. Nhưng vẫn như những lần trước, nó chẳng hề hấn gì với hắn ta. Chỗ bị Zoro chém vào bốc cháy, King xoay người lại, biến thành hình dạng Tyranodon và kéo cái màu trên đầu ra đằng sau, như đã làm ở chap 1032. Lần này Haki quan sát đã giúp Zoro cảm nhận được mối nguy. Anh quay lại nhìn và cực sốc thì thấy King vẫn lành lặn. Không thể nào, đó là một trong những chiêu mạnh nhất của mình. Đúng thật là thế, đại long cuồng phong rồi bài ca sư tử đều không chém được kinh. Zoro chỉ còn hai chiêu khác mà mình cho rằng mạnh hơn hai chiêu vừa xong là Đại Thiên Thế Giới và Vương Sát Ashura. Rõ ràng là King đang ao trình. Hắn chuẩn bị tấn công Zoro bằng chiêu thức táo bón kia. Zoro rút kiếm đỡ đòn nhưng mà Enma tiếp tục mất kiểm soát và bắt đầu hút Haki của Zoro. Chờ đã Enma, không phải lúc này. Zoro lại phân tâm nhưng mà lần này King không đứng yên nữa. Hắn bắn cái mỏ vào Zoro với chiêu Tempura Udon. Zoro chỉ kịp né sang một bên nhưng vẫn bị cắt vào sườn. Đòn tấn công của Khuynh đã phá hủy một phần của đảo quỷ, may mà Zoro còn kịp tránh, chứ bị đục lỗ thì chết chắc. Nhưng do thương tích quá nặng, cộng thêm mặt đất bị phá hủy, nên là Zoro đã đánh rơi cả ba thanh kiếm của mình. Khinh bắt đầu mỉa mai. Một kiếm sĩ bị chính thanh kiếm của mình hạ gục, đúng là lần đầu tiên được thấy. Mặc kệ hắn, Zoro nhảy khỏi đảo quỷ để nhặt lại thanh Sandai Kitesu. Khi chạm tay vào thanh kiếm, dường như có một thế lực tâm linh nào đó tác động vào não bộ Zoro khiến anh nhớ lại quá khứ với thanh kiếm đó. Đầu tiên là cuộc nói chuyện với ông thợ rèn Tenkuyama Hitetsu diễn ra ở chap 955 khi Zoro luyện kiếm trong rừng trúc ở làng Amigasa. Nhóc, người đã quen với thanh Enma chưa? Thanh kiếm mà người đang cầm kia, Sandai Kitetsu, là một tác phẩm của ta. Thật sao? Sau đó anh lại nhớ đến cách mà mình có được thanh kiếm khi còn ở Lao Trang. Tôi thích nó, tôi sẽ lấy thanh kiếm này. Trời ơi, sao mà ngu vậy? Tôi không bán cho anh đâu. Rủi vì nó mà anh chết thì có khác gì tôi đã giết anh chứ? Và suy chốt nữa thì lời của ông chủ tiệm đã thành sự thật vì Zoro đang rơi tự do xuống bên dưới. Nhưng một người đã bất ngờ cứu anh và đó chính là kinh Liều mạng nhặt lại một thanh kiếm. Mày mất trí rồi hả? Hắn copy Diablo Chamber của Sanji đá Zoro một cú bay lên trên đảo. Đang đánh nhau, vẫn quan tâm sống chết của kẻ thù. Đúng là hảo đối thủ. Người ta đồn rằng tộc của kinh sở hữu đôi mắt có thể copy chiêu thức của người khác và kinh không phải tộc nhân duy nhất còn sót lại hắn còn một đứa em trai đang tìm cách giết anh mình. Đúng là hảo em. Trở lại với Zoro, anh đã bị thương nặng sau cú đá đó, nhưng mà King lại đá Zoro tới chỗ một thanh kiếm khác của anh. Hảo đá. May quá, nó không rơi khỏi đảo, qua đôi Chimoji. Bây giờ Zoro lại nhớ khoảnh khắc anh nhận được tin Kina qua đời. Zoro, tin xấu, Kina đã ngã cầu thang chết rồi. Zoro như chết lặng. Sau đám tang, anh đã tới gặp thầy Kojiro, xin được giữ thanh kiếm của Kina và được ông đồng ý. Zoro còn lập một lời thề sẽ thực hiện ước mơ thay phần của Kina. Chúng ta đã thấy hình ảnh này từ chap 5 trong flashback đầu tiên về Zoro. Con sẽ mạnh hơn nữa, mạnh hơn cả phần của cô ấy nữa, con sẽ trở thành đại kiếm khách, danh tiếng của con sẽ vang tới tận tai Kina trên thiên đường. Tiếp theo đó Zoro nhớ lại đoạn sau của cuộc nói chuyện với ông thợ rèn Hitetsu. Lý do giúp người quen với nó nhanh đến thế là bởi thanh bạch kiếm kia, Wado Ichimonji. Nó và Enma đều do một người làm ra. Tên gã là Shimotsuki Kozaburo những mảnh ký ức về các thanh kiếm lần lượt xuất hiện khi zoro chạm tay vào chúng kinh trừ zoro mất trí liều mạng để nhặt lại một thanh kiếm nhưng mà hắn không hiểu hoặc do kinh không sở hữu danh kiếm chưa đạt đến cảnh giới kiếm nhân hợp nhất để hiểu được ý nghĩa của việc đó bảo kiếm có linh tính nó có linh hồn để chọn chủ nhân đích thực khoảnh khắc zoro từ bỏ cả mạng sống vì bảo kiếm cũng là lúc linh hồn anh và thanh kiếm hòa là một ý chí của zoro đã đánh thức bảo kiếm giúp anh đạt đến một cảnh giới mới tiếp tục với luồng suy nghĩ của zoro anh bắt đầu đặt câu hỏi bao giờ thì mình bán được 1 tỷ bo hành và tại sao một thanh kiếm có nguồn gốc từ Wano Quốc lại xuất hiện ở Biển Đông Xanh. Nhưng Kinh đã cắt ngang suy nghĩ của Zoro, hắn hết dùng dạng Teranodon, dạng người, giờ lại chuyển sang dạng lai. Kinh thi triển lại loạt lưỡi đao gió như ở chap 1027. Chiêu thức này có tên là Barry Jordan. Zoro dùng hai thanh kiếm chặn được hết các lưỡi đao gió, sau đó anh nhặt lấy nốt thành Enma. Nhưng mà vừa cầm vào nó thì Zoro lại bị biến thành dơ leo. Enma tiếp tục hút Haki, khiến tay anh bị teo lại. Kinh phi thân xuống, bồi thêm một cú chém bằng cánh khủng long. Cho so dù Zoro đã dùng cả bốn thanh kiếm để đỡ đòn đó, nhưng mặt đất dưới chân anh đã bị vỡ ra, biến Zoro thành quan chức bị nhóm lò. Đó là hạ cánh không an toàn. Anh rớt xuống một khu vực bên trong lâu đài, nằm bẹp sau đó thở hổn hển và tiếp tục thể hiện trí nhớ của mình. Quả là hảo trí nhớ, cái gì anh cũng nhớ, trừ việc nhớ đường. Lần này thì Zoro nhớ đến anh vợ tương lai, Momonosuke. Zoro Zoro, để được yêu cầu không được hô Sunachi. Đó chỉ là câu mà một ông già trong làng anh ở đã nói với anh. Bản thân anh trước giờ cũng chưa nói từ đó lần nào cả. Zoro nhớ tiếp về ông già đó. Hồi nhỏ anh chưa bao giờ biết tên của ông ta, chỉ nhớ ông già ấy luôn ngồi câu cá trên bờ biển. Vào đám tang của ông ấy, Zoro mới biết đó chính là ông nội của Kuna. Rồi anh lại nhớ tới câu nói của Tenkuyama Hitetsu. Về người thợ rèn đã tạo ra Enma và qua đôi Chimoji, Shimosuki Kozaburo. Hắn ta đã vi phạm pháp luật và trốn khỏi vườn quốc này 50 năm trước dường như nhớ nhiều quá, khiến não bộ Zoro cần chút thời gian để loát. Anh nằm nhắm mắt và hồi tưởng bắt đầu. Đoạn hồi tưởng diễn ra vào 13 năm trước, tại làng Shimotsuki, biển Đông Xanh. Sau khi thua Kina thêm một lần nữa, Zoro đi ra bờ biển để tập luyện. Tại đây có một ông già ngồi câu cá, chính ông ta đã dạy Zoro hô Sunachi. Ông ta cũng nói điều tương tự Ashura rằng đây là tiếng hô xung trận, đem lại lòng can đảm. Đây chính là ông nội của Kina, Shimotsuki Kozaburo. Diện mạo của thợ rèn huyền thoại này cũng đã được tiết lộ. Shimosuke Kozaburo mặc kimono, tay cầm tàu thuốc, bên hông có đeo một thanh katana. Trên trán ông ta có một vết sẹo, hai hàng lông mày nối liền với nhau, cộng thêm quả đầu cắt môi huyền thoại. Mà khi đi qua thùng lũng, nó sẽ biến thành một cành chéo. So sánh diện mạo của thanh quả đôi Chimonji trong tranh nhân hóa của Oda, ta thấy rất giống Shimosuke Kozaburo, nhất là bộ lông mày. Hóa ra Oda vẽ có chủ đích, chứ không hề vẽ lung tung. Thanh kiếm sẽ mang một nét đặc trưng nào đó của người đã tạo ra nó. Hay nói cách khác, nếu thanh kiếm có linh hồn thì linh hồn ấy do thợ rèn ban cho. Trở lại với đoạn hồi tưởng, Zoro hỏi Shimotsuki Kozaburo rằng, "Có phải ông có từng là một samurai hay không? Vì cậu nghe người trong võ đường nói như vậy." Ông ta lập tức cảnh cáo Zoro, "Đừng nói bất cứ điều gì liên quan tới samurai, nếu không hải quân sẽ đến bắt mình." Rồi Shimotsuki Kozaburo đuổi chủ nhóc Zoro về làng. Khi đó Zoro còn quá nhỏ để hiểu cái danh xưng samurai có ý nghĩa như thế nào, và việc bỏ trốn khỏi Wano Quốc sẽ dẫn đến những hệ lụy gì. Shimosuke Kozaburo có lý do khi rời Wano, nhưng ông chỉ muốn sống yên bình. Nếu để hải quân biết thợ rèn huyền thoại của Wano đang ở đây thì nhất định chúng sẽ không bỏ qua. Sau đó Zoro lè lưỡi cả khi ông già rồi ra khu vực có những người dơm để tập luyện. Shimosuke Kozaburo nằm quan sát Zoro, bên cạnh là một bầu rượu và chiếc cần câu. Mày chán luyện ở võ đường rồi à? Cháu lại thua Kina, vì vậy cháu phải tiếp tục luyện tập. Để thưởng cho sự cố gắng của cậu nhóc, Shimosuke đã đưa cho Zoro hai thanh kiếm. Đây cũng là hai thanh kiếm thật đầu tiên Zoro được cầm trong đời. Ở trăm năm, ta thấy Zoro đem đến gạ Akina đọ sức bằng kiếm thật. Chính là hai thanh này. Nhưng anh đã có cho mình trận thua thứ 2001 dưới tay Kuna và qua đuôi gì. Và sau đó hai thanh kiếm ấy cũng bị Mihawk chém gãy nát. Lúc này thì Zoro bị sốc và nói với ông rằng mình không có tiền để trả. Không sao, cứ lấy đi. Cũng chẳng đáng mấy đồng. Giờ ta chỉ làm được có chừng đó. Lấy mà luyện tập đi khi cậu nhóc đang hào hứng thì bị ông cụ dọa cho sợ té đái. Shibusuki Kozaburo bắt đầu nói về sứ mệnh của những thanh kiếm. Ngay đây, kiếm tồn tại là để chém người. Thợ rèn tạo ra kiếm để giết được nhiều người nhất có thể. Mỗi thanh kiếm có một linh hồn riêng và kiếm sĩ phải học cách chinh phục chúng. Một thanh kiếm nguy hiểm là một thanh kiếm bị nguyên rủa ư? Ngu xuẩn, những thanh kiếm bị nguyên rủa đều là danh kiếm. Những kẻ yếu sợ hãi danh kiếm, đó là lý do tại sao chúng nói những thanh kiếm đó bị nguyên rủa thanh kiếm đáng sợ chỉ đơn giản là vì nó đang thực hiện sứ mệnh của mình khi nó được tạo ra. Thanh kiếm mà ta đã tạo ra khi còn trẻ là kiệt tác của cuộc đời ta. Đó là một thanh kiếm rất nghiêm túc. Khi thực hiện sứ mệnh của nó, ta đã đặt cho danh kiếm đó cái tên Âm Giới Vương. Thanh kiếm đang được ông lão nhắc đến cũng chính là thanh kiếm được tặng cho Kozuki Oden. Vốn dĩ tên của nó là Âm Giới Vương, nhưng mà sau này mọi người thường biết đến nó với cái tên gọi Enma. Trở lại với thực tại, Zoro vừa hiểu ra tất cả mọi chuyện. Dương vương Enma tên của ngôi làng Shimosuki. Vậy thì không phải là sự trùng hợp nữa rồi. Zoro nhớ có lần, mình từng nghe lũ trẻ trong làng Shimosuki nói rằng ngôi làng được tạo ra bởi những tên cướp biển từ rất lâu trước đây, theo lời kể của ông bà bọn chúng. Sau đó Zoro sâu chuỗi lại với lời của Tenkuyama Hitetsu và nhận ra ông già mình gặp bên bờ biển chính là Shimosuki Kozaburo, thợ rèn huyền thoại của Wano Quốc. Đồng thời cũng là một samurai đã bỏ trốn khỏi Wano, từng làm hải tặc trước khi lập nên làng Shimosuki. Hèn gì ông ta sợ hải quân đến bắt, vừa biết ông lão đó chính là người tạo ra thành Enma, Zoro lập tức thi chuyển tuyệt kỹ, nhớ lời bố của thầy dạy, các danh kiếm luôn dõi theo con người và sẽ chọn một kiếm sĩ mà chúng thấy phù hợp. Zoro còn nhớ cả lời của chủ cửa hàng kiếm từng nói, thanh kiếm chọn chủ nhân của nó. Sau đó Zoro nhìn thanh Enma đang cắm dưới đất, dù không ở trong tay anh, thanh kiếm vẫn hoạt động. Anh em có thể thấy Enma đang tỏa khói, còn cánh tay của Zoro vẫn bị teo lại và hóa đen. Do ảnh hưởng bởi sự hấp thụ Hoa kỳ từ Enma, khi không cầm thanh kiếm, nó vẫn tự động rút Haki của Zoro và hóa đen, chứng tỏ Enma sắp sửa thăng hạng khi nó chọn được chủ nhân mới. Zoro cũng hiểu ra và bắt đầu chú ý tới điểm này, mà kệ kinh đã trở lại dạng người và bay xuống. Vậy là cuối cùng chuyện này cũng đã đến, thanh kiếm đã chọn mình và nó đang khảo nghiệm mình. Dường như Enma đang thách thức Zoro, nó có thể hút Haki của anh ở một khoảng cách nhất định. Enma đang thử thách Zoro, nó muốn anh nhặt nó lên để xem Zoro sẽ chọn lựa thanh kiếm hay sợ bị rút cạn Haki mà buông bỏ có vẻ như suy đoán ban nãy của mình là đúng khoảnh khắc Zoro liều mạng bất chấp việc có thể rơi xuống tăng xương nát thịt để nhặt lại thành Sandai Kitesu thì anh đã được cả ba thanh kiếm chấp nhận riêng Enma đang dành cho Zoro bài test cuối cùng chính là điều mà từ trước đến giờ anh luôn e ngại mỗi khi dùng nó đó là bị rút cạn haki nhưng mà rất may nhờ tuyệt chiêu nhớ lời bố của thầy dạy mà Zoro đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra anh nắm lấy thanh Enma cánh tay của Zoro lập tức trở lại kích thước bình thường Enma không làm hại Zoro và anh nhận ra lời của Shimosuke Kozaburo nói hoàn toàn chính xác. Đúng là bản chất một thanh kiếm không có ác ý gì cả, mà do sức mạnh của ta vẫn chưa đủ. Phải chăng mày định nói với tao rằng Odin vẫn có thể dễ dàng cầm mày trong khi Haki bị rút cạn, đúng vậy không, Enma? Nhắc mới nhớ, Zoro năm nay đã 21 tuổi, còn Kozuki Odin thuần thục Enma và Eme no Habakiri khi mới 9 tuổi. Đúng là tố chất siêu phàm, Henry mà Odin suýt giết được Kaido. Nhưng mà Zoro cũng chỉ cần vài ngày là đã làm chủ được thành Enma bảo kiếm đã chấp thuận anh. Đây cũng là điều rất tuyệt vời. Và điều đáng nói hơn cả là khi cánh tay Zoro trở lại bình thường, tay anh không còn màu đen nữa, thì lưỡi kiếm của Enma vẫn là một màu đen tuyền. Dường như lượng haki nó hấp thụ đã đủ để hóa thành hắc kiếm. Kinh hoàng hoạn lúc này giống hệt với bọn quái vật trong phim siêu nhân. Khi các siêu nhân biến hình và giới thiệu bản thân, chúng không hề tấn công. Okaban mạnh nhất của cái đồ cũng vậy. Hắn đứng chờ xem Zoro làm gì với thanh Enma. Một toàn lính của bang hải tặc bách thú chạy đến khu vực này chúng định giúp kinh xử zoro vài tên còn tin rằng nếu đánh bại zoro chúng sẽ được thăng chức quay lại với zoro anh tiếp tục nhìn thanh anma và suy nghĩ mình nên làm gì đây mình chỉ có thể thỏa mãn nó nếu tung hết haki nhưng mình có thể sẽ chết không nó phải là như thế zoro nhớ ra shimazu Kozaburo đã nói thanh anma là tuyệt tác đáng tự hào nhất của ông nó là thanh kiếm nghiêm túc nhất khi thực hiện sứ mệnh của mình anma hay bất kỳ thanh kiếm nào đều được tạo ra để chém người khác Lý do Enma tự động hút Haki rồi chém mạnh quá mức cần thiết, đơn giản bởi nó giống như một nhân viên mẫn cán, luôn làm việc hết mình và cách duy nhất để một kiếm sĩ phát huy hết sức mạnh của nó là cho nó toàn bộ Haki. Thanh kiếm nghiêm túc, chỉ hợp với kiếm sĩ nghiêm túc. Khi Zoro ngộ ra chân lý đó, một cảnh tượng cực sốc xuất hiện, bọn lính xung quanh đột nhiên sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh, còn ba thanh kiếm của Zoro lúc này đang được bao phủ bởi những tia sét màu đen và khói. Và đây chính là Haki Bá Vương của Zoro, thậm chí còn là Haki bá vương đẳng cấp cao. Khi Anma rút cạn Haki vũ trang của rổ, nó đã giúp anh giải phóng luôn Haki bá vương. Và khi không còn Haki vũ trang để bọc lại hai thanh kiếm còn lại nữa, chúng được bao phủ bởi sắc tố bá vương của Zoro. Vậy là anh trở thành nhân vật thứ 9 trong One Piece được xác nhận có thể bọc sắc tố bá vương lên cơ thể. Cùng với Connie Roger, Dâu Trắng, Kosuke Oden, Kaido, Big Mom, Tránh Tóc Đỏ, Luffy và Yamato. Có thể anh em bảo Oda búp bẩn, nhưng mà Luffy mới nhớ lời thầy dạy đã học được Haki cấp cao Robin ở chap 1021 nhớ lời bạn dạy, lập tức đánh bại Black Maria. Đây Zoro nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ cả bố của thầy, nhớ luôn cả đồng nghiệp của bố thầy, nhớ người bán kiếm, nhớ anh vợ, nói chung là nhớ tất, trừ nhớ đường ra. Thì với trí nhớ tốt như vậy thì không có gì bất ngờ khi Zoro bọc được sắc tố bá vương nhanh hơn Luffy. Đơn giản vì anh nhớ nhiều người hơn. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi kinh cũng rất sốc, có khi hắn còn tiếc vì ban nãy quân tử rầm không nhân cơ hội ra tay kết liễu Zoro luôn để giờ anh bọc Haki bá vương vào kiếm. Ta hiểu rồi, vậy mày có ý định trở thành vua không? Hả? Zoro khá bất ngờ, nhưng anh nhớ lại những lời Luffy từng nói với mình khi cả hai gặp nhau lần đầu. Lúc ấy Zoro tuyên bố mình sẽ trở thành đại kiếm khách, bất kể tên tuổi có trong sạch hay không, thì cả thế giới đều phải biết đến nó. Nếu Luffy khiến anh không đạt được tham vọng đó, anh sẽ bắt cậu mổ bụng tạ tội. Đại kiếm khách à? Tuyệt lắm, đã là đồng đội của hải tặc thì chí ít cũng phải được như thế chứ. Sau câu nói đó của Luffy, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cảm xúc sau câu nói này của nhà phát hành, qua bao nhiêu năm nó vẫn y như vậy. Zoro mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức, đáp trả kinh. Mày nói đúng đấy, tao đã có một lời hứa với thuyền trưởng và người bạn thân nhất của tao. Vua kiếm sĩ hay đại kiếm khách thì chưa biết, nhưng mà danh hiệu vua mù đường thì chắc chắn không thể tuột khỏi tay Zoro được. Nên là việc anh có Haki bá vương là hết sức bình thường. Zoro cũng sở hữu tư chất của một vị vua, với ba thanh kiếm đang được phủ Haki bá vương, thêm cả thanh Enma dường như vẫn hắc hóa. Chắp tới Zoro sẽ bắt đầu phản công và tin mừng là tuần sau vẫn có chương mới. Và vừa rồi là toàn bộ phân tích của mình về One Piece chapter 1033 mới nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video và nếu thấy hay hãy dành tặng một like cùng với một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tông Manga nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.